Chào mừng mọi người đã đến với kênh Hào Tiger. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá tập mới của bộ đấu phá thương hùng. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thấy vụ hộ pháp đột nhiên tập kích, Hải Ba Đông, Gia Hình Thiên và các cường giả lập tức đứng chán trước tiêu viêm. Vụ hộ pháp quát lên, không biết tự lượng sức, cút ngay, rồi hắn chỉ dùng một kích, liền đẩy hết các cường giả đang bảo vệ tiêu viêm đi sau đó xuất hiện trước mặt tiêu viêm cười lạnh tiểu tử ngoan ngoãn giao báo vật tiêu ra ra đây bổn tọa còn có thể để ngươi chết một cách thoải mái tiêu viêm cố gắng vận chuyển lượng đầu khí ít ỏi liều chết phản kích những người khác chỉ có thể nhìn tiêu viêm sắp rơi vào tay vụ hộ pháp mà không làm gì được đúng lúc này vuốt kia sắp chạm tới cổ tiêu viêm thì mỹ đỗ tòa bỗng xuất hiện tung chiêu khiến vụ hộ pháp chấn động đồng thời kéo tiêu viêm về sau vụ hộ pháp gầm lên là ai dám nhúng tay vào việc của hồn điện ta Mỹ Đỗ Tòa chỉ lạnh nhạt đáp, mạng hắn là của ta, tiêu viêm khẽ ho một tiếng, cười nói, ta đoán chắc là người sẽ ra tay. Mỹ Đỗ Tòa lạnh lùng đáp, ta cứu ngươi vì phục hồn đan thôi, ai thèm để ý người sống chết thế nào. Tiêu viêm đã quen với cách nói chuyện của nàng, nên cũng thấy bình thường, hắn nhìn thẳng vào mắt nàng, nhẹ giọng nói, hôm nay xin nhờ ngươi một việc, nếu ngươi có thể thực hiện được, tính mạng của tiêu viêm này xin giao cho ngươi. Mỹ Đỗ Tòa nghe vậy thì nhíu mày lại, đây là lần đầu tiên hắn dùng giọng điệu cầu khẩn nói chuyện với nàng khiến trong lòng nàng cảm thấy rất khó tả mỹ đỗ tòa nén cảm giác khác lạ đó xuống nhìn vụ hộ pháp và dược lão rồi nói người muốn ta bảo vệ lão già kia tiêu viêm gật đầu nói đúng vậy mỹ đỗ tòa quan sát vụ hộ pháp thêm một lúc rồi nói tiếp rất khó người này quá mạnh ngay cả ta cũng không phải đối thủ của hắn nếu bảo vệ ngươi thì ta sẽ không thể bảo vệ cho hắn được vụ hộ pháp cũng thông qua những tiếng xôn xao bên dưới mà biết được danh tính của nàng hắn cũng có biết tới Mỹ Đỗ Toa, tên tuổi của nàng, chỉ kém dược lão một chút, thế nên, hồn điện cũng từng có để ý nàng. Hắn cảm thấy Mỹ Đỗ Toa phát ra khí thế không thể coi thường, nên cũng hạ giọng nói, ta khuyên các hạ đừng nhúng tay vào việc của hồn điện, bằng không, đến lúc đại họa giáng xuống, thì hối hận sẽ muộn. Mỹ Đỗ Toa thản nhiên trả lời, mạng của hắn là của ta, trước khi ta lấy mạng của hắn, thì người khác cũng đừng nên động vào. Nghe vậy, phụ hộ Pháp cũng không nể năng nữa, lập tức xuất ra khí thế của cường giả đấu tông mỹ đỗ toa trở nên ngưng trọng đã lâu rồi nàng không gặp được người mạnh như vậy xem ra hôm nay không thể không chiến đấu hết mình rồi nghĩ vậy nàng nói với tiêu viêm ta sẽ thử liên thủ với lão sư của ngươi xem sao bởi nếu nàng chỉ lo che chở tiêu viêm thì chẳng mấy chốc dược lão sẽ bại mà dược lão bị bắt thì tiêu viêm nhất định sẽ trở nên cường bạo mất tỉnh táo tiêu viêm trịnh trọng chắp tay nói đa tạ ân tình này tiêu viêm luôn ghi nhớ mỹ đỗ toa quát Bổn vương không cần ân tình của ngươi, ta làm như vậy chỉ vì đảm bảo sẽ có phục hồn đan mà thôi." Tiêu Viêm chỉ đành cười xấu hổ, lúc này cũng không phải lúc để đối co với nàng. Mỹ Đỗ Toa hừ nhẹ, xuất ra một luồng năng lượng bảy màu, ngưng tụ trên bàn tay, đến lúc này, phụ hộ pháp cũng không thể không đánh nghiêm túc, hắn lập tức thay đổi thủ ấn. Áo giáp màu đen đột nhiên hóa thành một cái đầu người hư ảo, có khuôn mặt như đang phải chịu đau đớn dày vò, mà chủ nhân của nó chính là Vân Sơn vân vận và nạp lan yên nhiên nhìn chăm chằm vụ hộ pháp tuy cực kỳ phẫn nộ nhưng khi thế áp chế mạnh mẽ kia khiến các nàng không dám manh động chút nào hành động của vụ hộ pháp cũng khiến mỹ đỗ toa và dược lão càng phải cảnh giác vụ hộ pháp cầm lấy đầu người kia ánh sáng màu đen bùng lên từ lòng bàn tay bay thẳng vào trong cái đầu khiến nó nhanh chóng bành trướng nó càng to thì vẻ đau đớn trên khuôn mặt lại càng rõ tiếng kêu thê thảm vang vọng khoách tán theo từng đợt âm phong khi nó to tới ba bốn trượng một tiếng cười đầy âm độc lạnh lẽo vang vọng khắp chân trời xâm la vạn vật hồn chi dị lễ ngay sau đó là một tiếng nổ to bầu trời liền bị hắc ám bao phủ mọi người đã chỉ còn có thể nhìn trong phạm vi vài thước tiêu viêm nhíu mày dùng lưu ly liên tâm hòa bao phủ lên đôi mắt nhìn xuyên qua hắc vụ rồi rất nhanh sắc mặt tiêu viêm trở nên tái nhợt tại phía chân trời tình cảnh của dược lão cùng mỹ đỗ toa không tốt chút nào cách hai người không xa phụ hộ pháp cười nói dược trần bổn tọa có nói hôm nay ngươi không thể thoát khỏi tay ta mỹ đỗ tòa thấy vậy liền vội vàng phóng đến trước dược lão nhưng nàng vừa di động vụ hộ pháp liền điều khiển hắc vụ vây quanh nàng sau đó bắt lấy thân thể đã trở nên trong suốt của dược lão dược lão biết mình không thể chống đỡ nổi nên chỉ bình thản cười ánh mắt xuyên thấu hắc vụ nhìn về phía tiêu viêm một luồng hỏa mang màu trắng từ mi tâm bắn thẳng đến trán tiêu viêm thanh âm già nua ấm áp cũng vang lên trong đầu hắn tiểu tử kia ngày sau lão sư không thể tiếp tục bên cạnh ngươi về sau hết thảy đều phải dựa vào chính mình ngươi cũng đã không còn là tiểu tử lỗ mãng năm nào cần lão sư phải ở bên nhắc nhở ngày sau ngươi sẽ vượt xa lão sư hy vọng ta có thể thấy được ngày đó yên tâm lão sư cũng không dễ chết như vậy đâu luồng hỏa mang đó là căn nguyên cốt linh lãnh hỏa ta lưu nó lại trên chán ngươi sau khi ngươi thuần phục nó là có thể thi triển nhưng mà ta đã luyện hóa nó dù có phần quyết ngươi cũng không thể luyện hóa nó Đương nhiên, nếu ngày nào đó ta thật sự gặp bất hạnh, cốt linh lãnh hòa sẽ trở thành vật vô chủ. Khi đó, đây coi như là lễ vật cuối cùng mà lão sư dành cho ngươi. Còn nữa, chiếc nhẫn linh hồn ta giấu đi, tên là cốt viêm giới, bên trong có cách điều chế vệ sinh đan do ta lưu lại, đem đi cứu nhị ca ngươi. Về sau, nếu ngươi gặp người bạn già của ta là phong tôn giả, đưa giới chỉ này cho hắn, hắn sẽ tin lời ngươi, trợ giúp cho ngươi. Mặc dù ta rơi vào tay hồn điện, nhưng mà bọn chúng muốn luyện hóa linh hồn của ta cũng không phải dễ dàng ngày sau có lẽ chúng ta sẽ gặp lại nhưng ngươi phải nhớ cho kỹ nếu không có thực lực thì đừng có làm bậy tiểu tử kia ngươi là đồ đệ mà ta tự hào nhất ta rất hài lòng đối với ngươi cuối cùng tiếng cười tiêu tán trên trán tiêu viêm cũng dần hiện ra dấu ấn khi dấu ấn thành hình đó cũng là lúc bàn tay của vụ hộ pháp xuyên thấu qua thân thể của dược lão mạnh mẽ hấp thu vào trong hóc vụ sau khi đem linh hồn dược lão nhốt tại nạp giới phụ hộ hóa thành một đạo hắc vụ lao về phía tiêu viêm cười âm lãnh nói tiểu tử lão sư ngươi đã bị bắt ngươi cũng đi theo hắn thôi nhưng mỹ đỗ tòa đã lại theo sát bởi vì thời gian chiến đấu đã lâu phụ hộ pháp phí hết sức mới bắt được dược lão tai hại mà bí pháp mang tới cũng đã sắp không khống hết được giờ mà đánh tiếp chắc chắn sẽ thua mà ba bốn lần bị mỹ đỗ toa ngăn trở lúc này phụ hộ pháp lại chỉ có thể tức giận quát mỹ đỗ toa ngươi thật sự muốn kết thù với hồn địa ta phải không mỹ đỗ toa lạnh lùng đáp đem linh hồn ra đây phụ hộ pháp cười tà dị nói vọng tưởng sau đó liền đưa mắt nhìn tiêu viêm tiếc nuối nói tiểu tử hôm nay vận khí ngươi tốt nhưng đối với tiêu gia của ngươi hồn điện có hứng thú không nhỏ để lần tới bổn hộ pháp sẽ đưa ngươi tới làm bạn cùng lão sư của ngươi hôm nay dừng ở đây vậy tiêu viêm gầm lên tạp trùng đem linh hồn lão sư ra đây sau đó đột nhiên lao lên tấn công mỹ đỗ toa kịp thời xuất hiện trước khi tiêu viêm động thủ trầm giọng nói không được kích động. Nếu ngươi không muốn làm cho lão sư ngươi thất vọng, thì bình tĩnh đi. Ngươi làm như vậy, càng sẽ không cứu được hắn. Vụ hộ pháp lắc đầu nói, đúng vậy, tiểu tử, lão sư ngươi không phải là linh hồn thể tầm thường, điện chủ cực kỳ coi trọng hắn. Trong một đoạn thời gian, tự nhiên sẽ không gây bất lợi đối với hắn. Cho nên đến đây thôi, bổn hộ pháp chờ ngươi đến cứu người. Sau đó vụ hộ pháp biến mất như tia chớp. Nhìn thấy tiêu viêm thống khổ buồn bã, mỹ đỗ toa nhẹ nhàng an ủi, muốn cứu lão sư của ngươi hãy cố gắng tu luyện hắn ký thác mọi hy vọng vào ngươi đừng khiến hắn thất vọng hơn nữa hiện giờ ngươi cũng không phải người cô đơn tiêu ra kia còn phải dựa vào ngươi cách đó không xa sau khi được vân vận cho biết mọi chuyện nạp lan yên nhiên nói lão sư làm sao bây giờ hắn giết vân sơn sư tổ vậy chúng ta vân vận chút chua sót nói chỉ sợ sau này vân lam tông sẽ không còn tồn tại nàng đang rất hối hận nếu năm đó mình không âm thầm đáp ứng để nạp lan yên nhiên đi từ hôn thì cũng sẽ không có những chuyện hôm nay. Thời gian chậm rãi trôi qua, tiêu viêm dần yên tĩnh trở lại. Ngay sau đó, đôi mắt đỏ đậm lạnh lùng quét về phía quảng trường, về phía vân vận và nạp lan yên nhiên. Quảng trường lập tức yên tĩnh lại, vân vận biến sắc, nàng khẽ cắn răng nói, ngươi, rốt cuộc muốn như thế nào? Nghe vậy, tiêu viêm ngửa mặt lên trời cười to, bi thương cùng phẫn nộ nói, ta muốn như thế nào? Lúc trước, vân làm tông bắt cha ta, hủy tiêu gia ta, giờ lại hại sư phụ ta bị hồn điện bắt đi, sống chết không rõ. Người còn muốn hỏi ta muốn thế nào sao? Hai tay vân vận nắm càng chặt hơn, móng tay cắm vào da thịt, vân lam tông làm ra những chuyện này, nàng quả thật không phản bác được. Một lát sau, giọng nói của nàng mang theo sự cầu khẩn, quả thật, mấy năm nay, những việc sư phụ làm rất sai lầm, thế nhưng, người cũng đã khiến vân lam tông thành bộ dạng thế này, chẳng lẽ không thể thu tay? Tiêu viêm cười lạnh, thu tay sao? Hắn gào lên, chỉ cần Vân Lam Tông vẫn còn, ta sẽ không thu tay nợ máu của tiêu gia chỉ có thể dùng máu mới có thể rửa sạch vân vận đau buồn khản giọng nói nhất định phải tới mức độ ấy ngươi mới vui sao nợ máu vân lam tông cũng đã trả chẳng lẽ ngươi không thể mở một đường thoát sao tiêu viêm nghe vậy liền điên cuồng cười phẫn nộ nói mở một đường thoát lúc trước vân lam tông giết tiêu gia ta có từng mở một đường thoát sao nếu không có gia tộc mễ đặc nhĩ tiêu gia ta đã bị vân lam tông ngươi huyết tẩy lúc đó đã từng có người nào mở một đường thoát vân vận cười cay đắng hít sâu một hơi rồi chậm rãi nói đối với chuyện của tiêu gia ta biết vân lam tông sai trước thế nhưng dù thế nào ta cũng là tông chủ của vân lam tông nếu ngươi muốn hủy diệt nó ta sẽ cực lực ngăn cản cho dù là mất cái mạng này tiêu viêm nắm chặt tay lại một lát sau hắn giận dữ hét lên vân vận đừng tưởng như vậy là có thể khiến ta buông tha vân lam tông ta nói rồi tiêu gia cùng vân lam tông chỉ có một bên có thể tồn tại điểm này ta sẽ không vì bất kỳ kẻ nào mà thay đổi, kể cả ngươi. Vân Vận cười chua xót. Năm đó nàng đã làm hắn thất vọng, e rằng hôm nay nàng lại để hắn thất vọng tiếp rồi. Nàng nắm chặt trường kiếm, ngừng mặt lên cười, nhẹ giọng nói: vậy thì ngươi giết ta trước đi, lấy thực lực của ngươi, ta nghĩ việc này rất dễ dàng. Tiêu Viêm giữ tận quát lên. Vân Vận, ngươi đừng có quá đáng. Vân Vận chậm rãi lắc đầu, thật xin lỗi. Tiêu Viêm cắn chặt răng, một lát sau liền điên cuồng ném đan dược vào miệng hơi thở của tiêu viêm thoáng phục hồi hải ba đông thấy tiêu viêm đã có chút không tỉnh táo vội vàng nói tiêu viêm người không cần ra tay nơi này còn có chúng ta tiêu viêm ra sức nghe đan dược khản giọng nói ta tự mình đi nạp la yên nhiên đứng trước mặt vân vận thấp giọng nói sư phụ vân vận thở dài nói để ta tới đi sự tình biến thành như thế này thật sự đều do ta gây nên nhưng năm đó quyết định không gả cho người mình thích người cũng không có gì sai nạp lan yên nhiên nói nhưng con cũng là người của vân lam tông hắn muốn hủy vân lam tông đệ tử không thể đứng nhìn trận chiến này giao cho con đi nàng ngừng đầu cao giọng nói tiêu viêm chuyện xảy ra trong ba năm nay ta cũng rất tiếc nhưng ta là đệ tử vân lam tông nếu ngươi muốn hủy vân lam tông phải đánh bại ta trước nạp lan yên nhiên nói xong liền bùng phát đấu khí nạp lan túc cùng nạp lan kiệt thấy vậy liền vội vàng hô yên nhiên đây là chuyện giữa tiêu viêm cùng vân lam tông ngươi đừng có quản nhiều bọn họ đang rất sợ sợ tiêu viêm tức giận nạp lan gia tộc lại không có kết quả tốt nạp lan yên nhiên chậm rãi lắc đầu quật cường nói một thân bản lĩnh của con đều do sư phụ cùng vân lam tông truyền dạy chuyện này con tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn nạp lan kiệt lại vội hô lên tiêu viêm tiên sinh xin tạm dừng tay để lão phu khuyên nhủ nha đầu này tiêu viêm không quan tâm đột nhiên lao nhanh xuống nạp lan yên nhiên biến sắc bạo xuất kiếm cương đâm thẳng về phía hắn tiêu viêm lập tức tránh được lại đột nhiên biến mất nạp lan yên nhiên kinh hãi Tốc độ như vậy, mà là của một cường giả đấu vương sao? Chỉ một giây sau, không gian trước mặt nàng rung động, Tiêu Viêm như quỷ dị xuất hiện, Nạp Lan Yên Nhiên lập tức xuất trường, Tiêu Viêm cũng xuất ra một ngọn lửa xanh biếc, hai đạo đấu khí va chạm, âm vang nổ tung. Nạp Lan Yên Nhiên vừa muốn thối lui, nhưng Tiêu Viêm quá nhanh, đã túm chặt cổ nàng, lúc nào cũng có thể bẻ gãy cổ nàng. Tiêu Viêm lạnh lùng nói, mặc dù chúng ta đều là đấu vương đỉnh phong, nhưng ta muốn giết ngươi, thì vài chiêu là đủ, mới giao thủ vài chiêu đã bị khống chế nạp lan yên nhiên vô cùng khiếp sợ vân vận cũng bất ngờ vì trận chiến của hai người đột ngột diễn ra hiện tại mới thất thanh nói tiêu viêm xin đừng đả thương yên nhiên nạp lan kiệt cùng nạp lan túc cũng vội lao xuống khẩn cầu tiêu viêm tiên sinh xin hạ thủ lưu tình tiêu viêm không đếm xỉa đến những người kia nhưng sâu trong mắt hiện lên một chút dạy rụa. hắn không có quá nhiều tình cảm với nạp lan yên nhiên nhưng với vân vận thì khác bọn họ có mối quan hệ quá phức tạp ngay lúc này đột nhiên có một tiếng quát vang tới giết một đoàn quân trụ giáp bóng loáng, nhân số đông đảo chờ xuất hiện, nhanh chóng vây quanh Vân Lam Tông. Yêu Dạ từ trong đoàn quân đi ra, lúc nàng chuẩn bị nói gì đó với Tiêu Viêm, Gia Hình Thiên liền xuất hiện trước mặt nàng. Yêu Dạ vội nói: Thái gia gia, phòng ngự của Vân Lam Tông đã bị dọn sạch, chỉ cần ra lệnh một tiếng. Gia Hình Thiên cắt lời: đừng vội. Xe mí Tiêu Viêm đã. Yêu Dạ nhu thuận gật đầu. Tiêu Viêm lướt mắt nhìn quân đội đông đúc phía dưới, rồi lại nhìn Vân Vận, chậm rãi buông lỏng cổ nạp Lan yên nhiên ra vân vận vội kéo nạp lan yên nhiên ra sau lưng khản giọng nói ngươi thật sự phải đuổi tận giết tuyệt mới vừa lòng sao tiêu viêm lạnh lùng nói nợ máu của tiêu ra ai trả vân vận cười khổ nói vậy hãy để ta trả nói xong nàng nắm chặt kiếm dứt khoát vạch một đường trên cổ toàn trường lập tức xôn xao thế nhưng bàn tay tiêu viêm đột nhiên hiện ra cắt gao nắm chặt lưỡi kiếm máu tươi nhuộm đỏ trường kiếm vân vận ngẩn ra rồi vội vàng thả tay khỏi kiếm tiêu viêm vứt trường kiếm đạm mạc nói người chết ta sẽ khiến cả vân lam tông đi theo người bị tiêu viêm uy hiếp vân Vận cắn răng nói tiêu viêm người rốt cũng muốn thế nào nếu ngươi thấy vân lam tông nợ ngươi quá nhiều ta có thể dùng tính mạng bồi thường chỉ cần ngươi có thể buông tha những đệ tử bình thường kia bọn họ chỉ nghe theo mệnh lệnh không biết gì hết vân Vận hết lần này tới lần khác vì vân lam tông chống đối tiêu viêm khiến hắn nổi giận gào lên người chết là có thể làm cho người tiêu gia sống lại sao người chết là có thể làm cho cha ta cùng lão sư trở về sao người là nữ nhân ngu ngốc tiêu viêm như vậy vân vận cũng không dám nhìn thẳng ánh mắt nàng trốn tránh cuối cùng mới cười khổ nói ta thật sự không phải là lấy mạng của ta ra uy hiếp để ngươi bỏ qua cho vân lam tông ta biết có lẽ ta cũng đã không còn tư cách này thế nhưng thân là tông chủ vân lam tông nếu vân lam tông thật sự bị giết đến chó gà không tha ta cũng không thể sống bình an chỉ có thể tự vẫn để tạ lỗi với các vị tổ sư tiêu viêm nắm chặt tay trong lòng dễ dụa nạp lan yên nhiên trượt lên tiếng tiêu viêm mọi chuyện cũng là do năm đó ta gây nên chỉ cần ngươi buông tha vân lam tông và lão sư nạp lan yên nhiên ta dù làm nô tỉ cho ngươi cũng cam tâm tình nguyện tiêu viêm nhìn nàng lạnh lùng nói ta không có hứng thú với ngươi chuyện ba năm trước cũng đã kết thúc rồi hơn nữa một mình ngươi mà muốn đổi lấy cả vân lam tông dựa vào cái gì vân vẫn thở dài nói ngươi muốn thế nào nói đi việc đến nước này vân lam tông cũng đã không còn có sức phản kháng tiêu viêm nhíu mày sắc mặt âm trầm quét mắt nhìn toàn trường một lát sau hắn lạnh giọng nói trong vòng một tháng giải tán vân lam tông nếu không xếp sạch không tha với những gì mà nhà họ tiêu đã phải chịu lại dựa vào quan hệ trong quá khứ thì đây đã là ân huệ cuối cùng của hắn vân vận đương nhiên hiểu chỉ có thể nói chỉ cần ngươi không đả thương những đệ tử bình thường trong một tháng ta sẽ giải tán vân lam tông tiêu viêm lại trầm thấp nói hy vọng ngươi có thể làm được nếu có kẻ không phục ta sẽ ra tay nói xong hắn yêu cầu yêu dạ tạm thời trú quân dưới chân núi để đề phòng cuối cùng quay qua đám người hơi cười hơi miễn cưỡng nói chuyện hôm nay đa tạ chư vị đợi sau khi thương thế của ta khỏi hẳn sẽ đền đáp sau đám người tất nhiên là khách khí nói chuyện rồi hắn đến thu xác vân sơn lại để hải ba đông đưa về đế đô dưỡng thương chuyện xảy ra trên vân lam tông chỉ mấy ngày sau đã chuyển khắp ra mã đế quốc trong vòng nửa tháng sau chấn động bảy tám phần mười đệ tử vân lam tông đã rời đi phần thì ẩn nấp thân phận phần thì trở thành người bình thường của đế quốc, chẳng còn ai dám kiêu ngạo như lúc trước. Song song với sự suy tàn của một môn phái to lớn là sự nổi lên mạnh mẽ của một cái tên mà mọi người suy đoán, sau này sẽ là bá chủ một phương của đế quốc. Tiêu phủ hiện đang có được thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Phủ được đặt tại vị trí tốt, ngày ngày có không ít người đến chúc mừng. Còn tiêu viêm, qua nửa tháng điều dưỡng, hắn chỉ mới bình phục được về phần cơ thể, còn muốn quay trở về trạng thái bình thường, thì chắc cần thêm nửa tháng nữa đúng với lời giao ước một tháng của vân vận được tiêu lệ và tiêu đình đến hỏi thăm mấy huynh đệ hỏi han nhau mà bây giờ chuyện của vân lam tông đã kết thúc việc kế tiếp cần suy tính chính là tương lai của tiêu gia vì lời hứa với phụ thân tiêu viêm muốn tiêu gia có vị thế lớn hơn trong đế quốc gia mã không những thế hắn còn muốn đưa tiêu gia lên đỉnh điểm của sự hưng thịnh điều mà chưa một ai làm được trong quá khứ trong đại sảnh rộng rãi một tộc nhân tiến vào bầm báo hải lão gia tử tới tiêu viêm liền đứng dậy nghênh đón sau khi hỏi thăm tiêu viêm vài câu hải ba đông mới ngồi xuống ghế cẩn thận quan sát tiêu viêm rồi giật mình nói khí tức của ngươi tiêu viêm gật đầu nhẹ giọng nói lần này tuy rằng thụ thương rất nặng nhưng cũng có thu hoạch ta mơ hồ chạm tới tấm chắn của cấp bậc đấu hoàng nghe vậy hải ba đông chỉ có thể kinh thán trong sinh từ chiến đấu tiềm lực ẩn tàng trong cơ thể con người rất có khả năng bạo phát ra bởi vậy chiến đấu vĩnh viễn là con đường ngắn nhất để đề thăng thực lực hải ba đông bỗng nhiên chuyển lời cười nói đúng rồi người gọi ta tới đây là có việc gì thế nhắc tới chính sự tiêu viêm cũng nghiêm túc chậm rãi nói không biết hải lão đã từng nghe qua thế lực hồn điện không nghe vậy hải ba đông ngẩn ra trong mắt lộ vẻ trầm ngâm đến đây ad xin khép lại tập này cảm ơn các bạn đã xem hết video nếu hay đừng quên cho mình một like một đăng ký kênh và cũng đừng quên comment góp ý những ý kiến đóng góp của các bạn nhé cảm ơn các bạn nhiều